Chương 9 Một phần mười là nhân tài Vào một hôm, không lâu sau khi từ anh trở về, tôi đang ngồi trên chiếc ghế xếp dưới tầng hầm nhà bố mẹ tôi lúc 6 giờ 45 phút sáng. Mặc quần đùi, đeo chụp tai, và mắt kính dùng khi ghi nhớ. Một tờ giấy in 800 chữ số ngẫu nhiên để trong lòng và trong đầu tôi là hình ảnh ông thần lùn trông vườn mặc đồ lót phụ nữ. 52.632 Bị treo lơ lửng phía trên bàn ăn nhà bà tôi. Đột nhiên tôi ngước lên. Và tự hỏi. Rõ ràng lần đầu tiên. Là mình đang làm quái gì thế này? Sau khi đã vượt qua ngưỡng thực hành tôi lại húc phải ngưỡng cảm xúc. tôi nhận ra mình đã trở nên gắn bó với những thí sinh khác. từ những số liệu chi tiết lưu trên trang chủ cuộc thi trí nhớ, tôi đã làm quen với những điểm mạnh và điểm yếu của họ. và tự ép mình thường xuyên so sánh điểm số của bản thân với họ. đối thủ mà tôi quan ngại nhất không phải là đương kim vô địch Ram Corley một cố vấn kinh doanh 25 tuổi người Richmond, Virginia, mà là Morris Stone, 30 tuổi, chuyên nhập khẩu sản phẩm làm đẹp và là ngôi sao nhớ số nhanh. Ở ngoại OFT, Wood, Texas, nhưng anh này lớn lên ở Đức. Tôi đã gặp anh ta ở cuộc thi năm ngoái. Anh ta đã cạo chọc đầu và để tròm dâu. Giọng nói mang khẩu âm đức đáng sợ. Ở một cuộc thi trí nhớ bất cứ thứ gì có chất đức đều đáng sợ hết. Và là một trong những người Mỹ hiếm hoi vượt đại Tây Dương đến tranh tài tại một cuộc thi trí nhớ ở châu Âu. Anh ta kết thúc ở vị trí thứ 15 ở giải vô địch trí nhớ thế giới năm 2004 và vị trí thứ 7 tại cúp thế giới trí nhớ năm đó. Anh ta giữ kỷ lục Mỹ trong cả nhớ số nhanh. 144 chữ số trong 5 phút và nhớ bài nhanh. Một cỗ bài trong 1 phút 56 giây. Điểm yếu duy nhất của anh ta là phần nhớ thơ. Ở phần này anh ta xếp hạng 99 trên thế giới. Và bệnh mất ngủ. Mọi người đồng ý rằng đáng ra anh ta phải giành chiến thắng ở giải năm ngoái thế mà lại bị loại và kết thúc ở vị trí thứ tư. Vì đêm trước đó anh ta chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Năm nay, nếu anh ta có thể đi ngủ đúng giờ thì tôi nghĩ anh ta là đấu thủ được kỳ vọng thắng cao. Và giờ đây, tôi đang dành ra đều đặn nửa tiếng mỗi ngày để đảm bảo rằng anh ta không thắng được tôi nhìn sâu hơn vào việc rèn luyện trí nhớ của mình tôi đang bắt đầu tự hỏi liệu việc ghi nhớ như các vận động viên trí nhớ thực hành có phải như chiếc đuôi công không gây ấn tượng không phải vì tính hữu dụng của nó mà vì nó thiếu hữu dụng sâu sắc liệu có phải những kỹ thuật cổ xưa này chẳng gì khác hơn là những hóa thạch tri thức không như lời nhà sử học paolo rossi nó cuốn hút vì cho chúng ta biết về những trí tuệ một thời quá vãng, nhưng chẳng còn phù hợp trong thế giới hiện đại này, cũng như chiếc bút lông chim hay cuộn giấy thủy trúc. Các kỹ thuật ghi nhớ luôn bị chỉ trích. Chúng rất ấn tượng nhưng xét cho cùng chẳng để làm gì. Triết gia thế kỷ 17 Francis Bacon đã tuyên bố Tôi chẳng coi trọng cái việc lặp lại được rất nhiều những cái tên và từ ngữ chỉ sau một lần nghe đến. Hơn gì những trò nhào lộn. Funer Blue Blulo. Đi trên dây. Hay Baladin. Giữ thăng bằng. Cái này là trò nhào lộn trong đầu. Cũng chẳng khác gì trò nhào lộn với cơ thể kia. Chỉ kỳ lạ chứ không có giá trị. Ông nghĩ thuật ghi nhớ về cơ bản là chả ích gì. Khi nhà truyền giáo dòng tên thế kỷ 16 Matteo Ricci cố giới thiệu các kỹ thuật ghi nhớ cho các quan lại Trung Quốc học để thi cử trong triều đình. Ông gặp phải sự phản đối rất cương quyết. Ông dự định trước hết. nhử cho họ gắn bó với kỹ năng học tập của người châu Âu. Rồi sau đó mới trói buộc họ với Chúa Trời của người Âu người Trung Quốc phản bác rằng phương pháp cung trí nhớ đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn so với sự học vẹt. Họ bảo cách của họ đơn giản hơn và nhanh hơn. Tôi có thể hiểu được vì sao họ nói thế. Cơ cấu thành phần tham gia cuộc thi trí nhớ cũng không khác gì mấy so với những người tham gia chương trình ca nhạc của An Lập Dị Yankovic, Năm Pích, các thí sinh đa số là những cậu trai trẻ da trắng, và ham mê những trò lạ. Vậy nên không thể nào không chú ý đến một nhóm chừng 10 học sinh hàng năm xuất hiện tại giải vô địch Mỹ hàng năm với lễ phục rất đầy đủ. Họ đến từ trường trung học dạy nghề Samuel Gomper ở South Bronx. Và giáo viên lịch sử Mỹ của họ, Raymond Matthew, là môn đệ của Tony Buzan. Nếu tôi từng nghĩ rằng thuật ghi nhớ chỉ là một dạng lòe bịp trí óc, thì Matthew lại muốn chứng minh không phải vậy. Ông đặt tên cho nhóm học sinh mà ông huấn luyện để tham dự giải vô địch trí nhớ Mỹ là một phần mười là nhân tài. Theo quan niệm của V. E. B. Dù rằng một nhóm tinh hoa những người Mỹ gốc Phi sẽ đưa chủng tộc của họ thoát khỏi nghèo đói. Khi tôi lần đầu gặp Matthew tại giải vô địch Mỹ năm 2005. Ông đang lo lắng đi đi lại lại ở cuối phòng trong khi chờ kết quả của các học sinh của ông ở phần thi nhớ từ ngẫu nhiên. Vài học sinh của ông đang tranh đua để lọt vào top 10. Nhưng mối quan tâm chính của ông, phần thử thách thực sự đối với trí nhớ của họ là 2 tháng rưỡi sau đó khi họ tham dự kỳ thi tốt nghiệp bang new york ông hy vọng đến cuối năm các học sinh của ông nhờ sử dụng các kỹ thuật đã dùng trong giải vô địch trí nhớ mỹ sẽ ghi nhớ được mọi sự kiện ngày tháng và khái niệm quan trọng trong sách giáo khoa lịch sử mỹ ông mời tôi đến thăm lớp học của ông để chứng kiến những kỹ thuật ghi nhớ được dùng trong thế giới thực khi nhận lời mời của ông, tôi phải qua một máy giò kim loại và một cảnh sát khám xét túi của tôi trước khi vào tòa nhà trường Gomper. Matthew tin rằng thuật ghi nhớ sẽ là tấm vé cho các học sinh ông thoát ly được khu vực mà cứ 10 học sinh thì 9 em bị điểm dưới trung bình môn đọc và môn toán. Năm học sinh thì bốn em nhà nghèo. Và gần nửa là không tốt nghiệp trường trung học ghi nhớ những câu trích dẫn làm cho người ta dễ được chấp nhận hơn ông bảo các em trong khi tôi ngồi ở cuối lớp các em sẽ ấn tượng với ai hơn một người cứ nhắc đi nhắc lại ý kiến của mình hay một sử gia biết rút tỉa ý kiến từ các nhà tư tưởng vĩ đại tiền bối Tôi lắng nghe một sinh viên đọc thuộc từng lời cả một đoạn trong cuốn Tâm bóng tối để trả lời câu hỏi về thương mại toàn cầu thế kỷ 19. Khi làm bài thi tốt nghiệp, học sinh sẽ trích ra một đoạn như vậy. Matthew nói, ông ta ăn mặc bảnh bao, dâu để tròm, tóc cắt cua, và chất giọng trầm đặc bron. Trong mỗi bài luận viết ở lớp học sinh của ông phải đưa vào tối thiểu hai đoạn trích đã ghi nhớ. Và đó chỉ là một trong nhiều yêu cầu nho nhỏ về trí nhớ mà ông đòi hỏi nơi các em. Ngoài giờ học, học sinh của ông tham gia lớp ngoại khóa về những kỹ thuật ghi nhớ. Đó là sự khác biệt giữa dạy học sinh phép tính nhân với đưa cho các em chiếc máy tính. Matthew nói về kỹ năng trí nhớ mà ông truyền thụ cho các em. Không có gì ngạc nhiên. Khi trong 4 năm qua, các học sinh trong nhóm 1 phần 10 là nhân tài đều vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và 85% đã đạt điểm từ 90 điểm trở lên. Matthew đã 2 năm giành được giải thưởng giáo viên toàn thành phố. Học sinh trong nhóm 1 phần 10 là nhân tài phải mặc áo sơ mi và đeo cà vạt thỉnh thoảng còn đeo gang tay trắng ở những cuộc hội họp của trường. Phòng học của các em dán đầy ảnh Marcus Gavi và Malcolm X. Khi tốt nghiệp, các em nhận được một tấm vải Kente 22 có dòng chữ. Một phần mười là nhân tài mạ vàng. Vào đầu mỗi buổi học nhóm một phần mười là nhân tài đứng theo từng cặp đối diện với nhau dọc lối đi giữa các dãy bàn và đồng thanh đọc bản tuyên ngôn bắt đầu bằng. Chúng tôi là những người xuất sắc nhất mà cộng đồng sinh ra. Chúng tôi sẽ không bị điểm dưới 95 trong bất kỳ bài thi lịch sử nào. Chúng tôi là đội quân tiên phong của cộng đồng. Cùng bước trong vinh quang của chúng tôi và vươn tới đỉnh cao hay tránh sang bên lề. Vì khi chúng tôi vươn lên đỉnh cao, chúng tôi sẽ trở lại và nâng các bạn lên cùng chúng tôi. 43 đứa trẻ trong lớp của Matthew đều là những học sinh danh dự. Phải vượt qua một mức nhất định mới được lựa chọn vào nhóm một phần mười là nhân tài. Và Matthew dạy chúng rất nghiêm khắc. Chúng em không có kỳ nghỉ một em than phiền với tôi. Trong khi Matthew đang đứng gần có thể nghe thấy. Giờ em phải học đi. Rồi có thể nghỉ ngơi sau. Ông bảo học sinh kia. Giờ em phải ôm lấy sách để sau này đến lượt hậu bối đọc sách em viết. Thành công của các học sinh Matthew làm giấy lên những câu hỏi xưa cũ về mục đích của giáo dục cũng như cách dạy dỗ ở nhà trường dường như không bao giờ cũ thông minh nghĩa là gì và chính xác thì trường học phải dạy điều gì khi vai trò của trí nhớ hiểu theo nghĩa truyền thống ngày càng nhỏ dần thì vị trí của nó trong nền giáo dục hiện đại ra sao tại sao phải bận tâm đến việc nhồi nhét vào bộ nhớ bọn trẻ những sự kiện khi mà rốt cuộc bạn chuẩn bị đưa chúng vào một thế giới đầy những trí nhớ ngoài hồi học tiểu học và trung học cơ sở, cả trường công và trường tư. Tôi là bị buộc phải thuộc ba bài. Diễn văn Getty Book ở lớp 3. Bài diễn văn. Tôi có một ước mơ của Martin Luther King J.A. ở lớp 4. Và bài độc thoại Macbeth. Ngày mai và ngày mai và ngày mai ở lớp 10. Thế thôi hoạt động duy nhất có tính chất đối nghịch với lý tưởng giáo dục hiện đại hơn cả ghi nhớ ấy là sự trừng phạt thể xác. Nguồn gốc triết lý dẫn đến sự biến mất dần việc những ghi nhớ ở trong lớp học bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết năm 1762 của Jean. Jacques Rousseau. Emin. Hay là về giáo dục. Emin. O. On Education trong đó triết gia người thụy sĩ đã tưởng tượng ra một đứa trẻ hư cấu được nuôi dạy bằng phương pháp giáo dục tự nhiên chỉ tự học qua kinh nghiệm bản thân rousseau ghê tởm sự ghi nhớ cũng như các quy định hà khắc của giáo dục trường lớp đọc là tai họa lớn cho tuổi thơ ông viết ông tin rằng các môn học truyền thống không hơn gì mấy thứ đần độn như là Ngành nghiên cứu huy hiểu Địa lý Khoa nghiên cứu niên đại và ngôn ngữ Quan điểm giáo dục mà Rousseau chống lại rất tẻ nhạt và cần được sửa đổi Hơn 100 năm sau khi xuất bản cuốn Emin Khi chuyên gia Vạch trần sự thật Tiến sĩ Joseph Meyer Wright tham quan các trường công ở 36 thành phố và kinh hãi trước những gì được chứng kiến. Ông gọi một trường học ở thành phố New York là cơ sở phi nhân tính nhất mà tôi từng thấy. Mỗi một đứa trẻ bị đối xử như cá nhân sở hữu một trí nhớ và có khả năng diễn thuyết. Nhưng không có tính cá nhân. Không cảm xúc. Không linh hồn. Vào thời kỳ chuyển giao sang thế kỷ 20 lối học vẹt vẫn là cách được ưa chọn để nhồi thông tin vào đầu lũ trẻ đặc biệt là trong môn lịch sử và địa lý những học sinh phải ghi nhớ thơ ca những bài diễn văn vĩ đại những ngày tháng lịch sử thời khóa biểu từ vựng tiếng latinh thủ phủ các bang thứ tự các đời tổng thống mỹ và nhiều thứ khác những việc rèn luyện trí nhớ không chỉ để truyền thông tin từ giáo viên sang học sinh. Người ta thực sự cho rằng chúng có tác dụng tích cực với não trẻ em. Và sẽ có lợi ích cho chúng suốt đời. Người ta nghĩ những việc luyện học vẹt tạo nên năng lực ghi nhớ. Điều được ghi nhớ quan trọng và bản thân việc rèn luyện trí nhớ cũng quan trọng không kém. Suy nghĩ đó cũng áp dụng với môn tiếng Latin. Vào đầu thế kỷ 20 môn học này vẫn được dạy cho gần nửa số học sinh trung học Mỹ. Các nhà giáo dục tin rằng việc học thứ ngôn ngữ chết này với vô số điểm ngữ pháp tinh diệu và lối chia động từ rất khó sẽ rèn luyện cho bộ não tư duy logic và giúp xây dựng năng lực trí óc. Sự nhạt nhẽo thực sự được xem là một giá trị và các giáo viên dựa vào một lý thuyết khoa học phổ biến gọi là tâm lý học năng lực, cho rằng trí óc bao gồm một số năng lực cụ thể có thể rèn luyện riêng rẽ được giống như cơ bắp, thông qua việc tập luyện hà khắc. Đến cuối thế kỷ 19, một nhóm nhà tâm lý học hàng đầu đặt câu hỏi về cơ sở thực nghiệm của tâm lý học năng lực trong cuốn sách năm 1890 nhan đề những nguyên tắc tâm lý học. Principle of Psychology William J. muốn tìm hiểu xem. Liệu việc học thuộc thơ với thời lượng nhất định hàng ngày thì có rút ngắn thời gian để học thuộc một dạng thơ hoàn toàn khác hay không? Ông dành hơn 2 tiếng đồng hồ trong 8 ngày liên tục để ghi nhớ 158 câu thơ đầu tiên trong bài. Sater của Victor Hugo. Bình quân một câu thơ mất 50 giây. Trên cơ sở đó, James định ghi nhớ toàn bộ tập đầu tiên của bộ Thiên đường đánh mất. Paradise Lost. Khi ông quay lại học thơ Hugo, ông thấy rằng thời gian ghi nhớ thực sự lên đến 57 giây mỗi câu thơ. Việc thực hành ghi nhớ đã làm ông ghi nhớ kém hơn, chứ không phải tốt lên. Đó chỉ là nhận định dựa trên một số liệu duy nhất. Nhưng những nghiên cứu sau này của nhà tâm lý học Edward Thondai và đồng nghiệp của ông là Robert S. tuốt cũng đặt vấn đề liệu khả năng ghi nhớ nói chung có bị ảnh hưởng bởi việc thực hành ghi nhớ không? Các ông này rốt cuộc chỉ chỉ tìm ra vài ảnh hưởng có lợi nho nhỏ. Họ kết luận rằng lợi ích từ việc rèn luyện trí óc chỉ là tưởng tượng mà thôi. Và những kỹ năng tổng quát, cũng như sự ghi nhớ, không dễ chuyển đổi được như người ta từng nghĩ. Các nhà sư phạm nhanh chóng nhận ra rằng những thí nghiệm của Thon đã ảnh hưởng đến nền tảng hợp lý của chương trình học truyền thống. Sử gia giáo dục Diane Ravick viết lao vào miền đất mới này là một nhóm các nhà giáo dục cấp tiến dẫn đầu là triết gia người mỹ john dewey người bắt đầu vận động cho hình thức giáo dục mới sẽ triệt để chấm dứt chương trình giảng dạy và những phương pháp thiền cận trong quá khứ họ bắt chước những lý tưởng lãng mạn của rousseau về thời thơ ấu của con người và nhấn mạnh việc giáo dục lấy học sinh làm trung tâm họ xóa bỏ lối học vẹt và thay thế bằng một dạng. Học thực nghiệm mới mẻ. Khi học môn sinh vật, các học sinh sẽ không ghi nhớ thành phần cấu tạo của cây như trong sách giáo khoa. Mà các em sẽ gieo hạt giống và chăm sóc vườn cây. Các em sẽ học môn số học không phải qua các bảng cửu chương, mà qua công thức làm bánh. Điều Huy tuyên bố tôi sẽ không để cho đứa trẻ nói tôi biết mà nói tôi đã trải nghiệm móc lửng thế kỷ vừa qua là một quãng thời gian đặc biệt hẩm hiu đối với trí nhớ hàng trăm năm cải cách giáo dục theo hướng cấp tiến đã gán cho ghi nhớ cái tai tiếng buồn tẻ và ngột ngạt một kỹ thuật không chỉ tốn thời gian mà còn gây hại cho sự phát triển bộ não trường học không còn chú tâm vào tri thức thô sơ. Dù sao thì hầu hết sẽ bị lãng quên. Và thay vào đó nhấn mạnh vai trò giáo dục trong việc thúc đẩy khả năng lý luận. Sự sáng tạo và tư duy độc lập. Những phải chăng chúng ta đã mắc một sai lầm lớn. Nhà phê bình có uy tín E. D. Here's they are vào năm 1987 đã than phiền rằng. Chúng ta không thể cho rằng ngày nay những người trẻ tuổi biết nhiều điều mà hầu hết những người biết đọc trong xã hội quá khứ đã biết. Hears lập luận rằng các học sinh đang bị đưa vào cuộc đời mà không có những hiểu biết văn hóa căn bản cần thiết để làm một công dân tốt. Sẽ nói sao đây nếu 2 phần 3 người Mỹ ở độ tuổi 17 không biết trong nước Mỹ xảy ra chuyện gì trong vòng nửa thập kỷ sau cuộc nội chiến. Và cần thiết phải có một cuộc cải cách giáo dục ngược chiều lần nữa để nhấn mạnh những sự việc cụ thể. Trong cuốn sách đầu tiên của mình, Hiểu biết văn hóa, điều mỗi người Mỹ cần biết, Cultural Literacy, What Every American Need to Know đã khơi lên một cuộc tranh luận rộng khắp những người phê bình ông đã chỉ ra rằng chương trình giảng dạy mà ông chủ trương là một khóa học nhập môn về các quý ông da trắng đã chết dead white male thuật ngữ chỉ sự thiên lệch trong nghiên cứu hàn lâm về những đóng góp của học giả châu âu trong nền văn minh châu âu trong quá khứ và đương đại nhưng nếu có ai đó đủ tư cách để phản bác lập luận đó thì đấy chính là Matthew. Ông cho rằng trong cái chương trình giảng dạy theo lối dị Âu vi chung đó những sự kiện vẫn rất được coi trọng. Nếu một trong các mục tiêu của giáo dục là tạo ra những con người có tri thức, hàm hiểu biết, thì bạn cần trao cho học sinh những chỉ dẫn cơ bản có thể dẫn dắt họ suốt quãng đời học tập. Và nếu, như nhà giáo dục thế kỷ 12, matthew opst victor đã nói sự hữu ích của giáo dục chỉ bao hàm những gì ghi nhớ được từ sự giáo dục đó thì bạn cũng phải trao cho học sinh những công cụ tốt nhất sẵn có thể đưa điều được giáo dục vào trí nhớ trong lớp của mình tôi không dùng từ ghi nhớ vì trong giáo dục đó là một từ mang nghĩa tiêu cực matthew nói bạn bắt những con khỉ ghi nhớ. Trong khi giáo dục là khả năng tìm kiếm, 23 thông tin tùy ý và phân tích thông tin. Nhưng bạn không thể tiến lên mức học tập cao hơn. Bạn không thể phân tích nếu không tìm kiếm được thông tin. Và bạn không thể tìm kiếm thông tin nếu trước đó không đưa thông tin vào bộ nhớ. Việc phân định rạch ròi giữa học và ghi nhớ là sai. Matthew tranh luận. Bạn không thể học mà không ghi nhớ. Và nếu ghi nhớ đúng cách. Ta cũng không thể ghi nhớ mà không học. Cần luyện trí nhớ như là luyện một kỹ năng. Y như cách chúng ta rèn luyện sức mạnh. Sự dẻo dai và sức chịu đựng để tạo nên con người khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Đấy là lập luận của Buzan ông thường tỏ ra là người cổ suý cho quan điểm tâm lý học năng lực truyền thống học sinh cần học cách học trước hết bạn dạy chúng cách học thế nào rồi mới dạy chúng học cái gì hệ thống giáo dục chính thức từng xuất phát từ môi trường quân sự ngày xưa ở đó những kẻ ít học thức nhất thiếu giáo dục nhất bị đưa vào quân đội ông nói để bọn họ không suy nghĩ đấy là điều bạn muốn ở họ họ phải tuân thủ mệnh lệnh đào tạo quân sự có kỷ luật rất cao và có tính một chiều bạn nhét thông tin vào não họ và bắt họ phản ứng theo điều kiện mà không cần tư duy như vậy có hiệu quả không có họ có thích trải nghiệm như vậy không không khi xảy ra cách mạng công nghiệp Người ta cần những người lính để vận hành máy móc. Thế là phương pháp giáo dục quân sự chuyển sang trường học. Nó hiệu quả. Nhưng về lâu dài lại không hiệu quả. Cũng như nhiều ý kiến quả quyết khác của Buzan. Ý kiến này che giấu một cốt lõi chân lý ẩn dưới vỏ bọc tuyên truyền. Học vẹt. Cái phương pháp lập nhiều nhớ sâu cũ kỹ mà một thế kỷ qua những nhà cải cách giáo dục đã chống lại. Chắc chắn cũng lâu đời như bản thân việc học tập vậy. Nhưng Buzan đúng khi cho rằng thuật ghi nhớ. Một thời là trung tâm của phương pháp giáo dục cổ điển. Đã biến mất cùng với sự trỗi dậy của phương pháp giáo dục cấp tiến hiện đại. Luận điểm của Buzan rằng trường học đang dạy ghi nhớ theo cách hoàn toàn sai lầm đã thách thức sâu sắc những quan điểm đang thống trị hiện nay trong nền giáo dục châu Âu. Và thường được che đậy dưới cái vỏ ngôn ngữ. Cải cách. Thực tế. Dù Buzan có vẻ không nhìn nhận theo hướng này. Nhưng những ý tưởng của ông bảo thủ hơn là mang tính cách mạng. Mục tiêu của ông là xoay ngược chiều kim đồng hồ về thời đại khi trí nhớ tốt vẫn được xem là điều đáng trọng. Ép được Tony Buzan trả lời phỏng vấn không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Ông Chu Du Thuyết giảng khắp nơi gần 9 tháng một năm. Và ông khoe rằng tổng số quãng đường đi máy bay của ông dài gấp 8 lần khoảng cách khứ hồi từ trái đất lên mặt trăng. Hơn nữa, dường như ông cố tạo ra không khí xa lánh và khó tiếp cận vốn là điều tiên quyết đối với bất cứ bậc thầy có tự trọng nào rồi cuối cùng tại giải vô địch trí nhớ thế giới tôi cũng dồn được ông ngồi vào bàn để xếp lịch cho cuộc trò chuyện độ vài tiếng đồng hồ ông mở cái cặp bìa lò xo so lớn và trưng ra một biểu đồ đầy màu sắc có lẽ dài tận một mét đó là lịch trình công việc của ông năm trước và nó đầy những ô dài đánh dấu các chuyến đi Tây Ban Nha, Trung Quốc, bà lần đến Mexico, Úc và Mỹ. Có một khoảng thời gian độ ba tháng ông không hề đặt chân lên Vương Quốc Anh. Ông bảo tôi rằng ông tuyệt đối không có thời gian nói chuyện với tôi trong ít nhất ba hoặc bốn tuần tới, mà đến lúc đó tôi đã về Mỹ rồi nhưng ông gợi ý tôi trên đường về oxford tôi nên ghé thăm nhà ông bên bờ sông thêm và chụp vài tấm hình trong khi ông vắng nhà tôi bảo ông tôi không biết sẽ học được gì nhiều ở một ngôi nhà trống ồ cậu sẽ học được nhiều điều đấy ông nói cuối cùng thông qua trợ lý của ông Tôi có thể chốt được một tiếng cùng Buzan trong chiếc limousine của ông khi ông trên đường từ phòng thu của BBC tại London về nhà. Sau một cuộc phỏng vấn truyền hình, tôi phải đến góc phố ở Whitehall và đợi. Chắc chắn anh sẽ không lỡ chuyến xe của ông Buzan. Quả là không lỡ thật. Chiếc xe. Đến muộn chừng nửa tiếng. Đó là loại taxi những năm 1930 màu ngà sáng. Trông như thể nó vừa bị tống khỏi đài BBC. Cánh cửa bật mở. Vào đi. Bu Gian ra hiệu. Chào mừng đến với căn phòng di động nhỏ xinh của tôi. Chủ đề trước tiên chúng tôi bàn là kiểu trang phục độc đáo của ông. Tôi không kiềm được phải hỏi. Tôi tự thiết kế đấy. Ông bảo tôi. Ông đang mặc chính bộ vét khác lạ. Màu xanh hải quân. Với những chiếc cúc lớn màu vàng mà tôi đã thấy ở giải vô địch Mỹ mấy tháng trước. Tôi từng mặc đồ may sẵn khi diễn thuyết. Nhưng khi hoa tay múa chân. Nó khá vướng víu. Ông bảo tôi. Nên tôi đã nghiên cứu trang phục của kiếm thủ thế kỷ 15. 16. 17. 18 19 và tìm hiểu tại sao cánh tay của họ không hề bị áo gây cản trở. Những nếp gợn và ống tay rộng không chỉ mang tính trang điểm. Chúng thích hợp với những cú vung khoát tay. Tôi thiết kế áo sơ mi cho mình để cử động thoải mái. Mọi thứ ở Busan đều tạo ra ấn tượng mạnh về một người luôn muốn gây ấn tượng mạnh. Ông không bao giờ nói nuốt một âm tiết hay rũ vai xuống. Móng tay ông được chăm sóc cẩn thận. Và cả đôi giày giả dạ ý của ông cũng vậy. Trong túi áo ngực của ông luôn có khăn tay được gấp gọn gàng. Chữ ký tin nhắn của ông là Florian Dendrite. Mong cho trí tuệ của bạn thăng hoa. Và kết thúc là dòng Tony Buzan. Hết khi tôi hỏi do đâu ông có được lòng tự tin lớn lao như vậy. Ông bảo tôi rằng ấy là nhờ phần nhiều vào việc luyện tập các môn võ thuật. Ông có đai đen môn Aikido và đã đi 3 phần tư chặng đường vươn tới đai đen Karate. Ngồi ở ghế sau chiếc limo. Ông phô diễn một loạt các động tác lia lịa, Một nhát chém trong không khí. Một cú đấm gió. Cách tôi sử dụng những kỹ thuật này là không sử dụng chúng. Ông nói. Mục đích của việc đánh nhau là gì nếu anh biết anh có thể giết người khác? Hay anh có thể móc mắt hoặc lôi họng hắn? Buzan. Ông thường tìm cơ hội nhắc tôi nhớ. Là một người phục hưng hiện đại. Một người học khiêu vũ. Cổ điển. Hiện đại. Ngẫu hứng. Gia một nhà soạn nhạc, những người có ảnh hưởng với ông. Philip Glass, Beethoven, Elger, tác giả của những truyện ngắn về các con vật. Lấy bút danh Mowgli, theo tên của cậu bé trong cuốn Cậu bé rừng xanh. The Jungle Book, một nhà thơ, tập thơ gần đây của ông. Cần co đê gồm những bài thơ được viết về trải nghiệm trong 38 chuyến bay xuyên đại Tây Dương trên chiếc máy bay siêu âm Concord. Và một nhà thiết kế. Không chỉ cho trang phục của ông. Mà kiêm cả thiết kế nhà cửa và phần lớn đồ đạc trong nhà. Sau chừng 45 phút ra khỏi London. Con chiến mã màu ngà đỗ trước dinh thự nhà Busan bên bờ sông thêm. Ông bảo tôi đừng đăng địa chỉ khu đất cụ thể lên báo nó lên trang giấy. Hãy gọi nó là gió vùng uy lâu. Trong căn nhà tên cánh cổng dạng đông của ông, chúng tôi bỏ giày và nhón chân đi quanh bộ siêu tập những bức vẽ trải trên sàn. Một phần cuốn truyện trẻ em có tranh minh họa mà ông đang viết. Về một cậu bé không học giỏi ở trường, nhưng rất giàu trí tưởng tượng trong sảnh lớn ngôi nhà. Có một bộ đầu máy và màn hình tivi lớn. Với ít nhất hàng trăm cuốn băng VHS cạnh đó. Và một giá sách chứa chọn bộ bách khoa toàn thư Britannica những cuốn sách vĩ đại của thế giới phương Tây. Vài bản cuốn truyện khoa học viễn tưởng như Sứ Cát. Ba bản kinh Koran. Và một lượng lớn sách mà Bujan là tác giả. Ngoài ra không còn gì đáng kể mấy. Thư viện của ông đây sao? Tôi hỏi. Một năm tôi chỉ ở đây ba tháng. Tôi có các thư viện ở nhiều nơi khác trên thế giới. Ông nói. Busan Hamechuzu. Ông đi khắp đó đây. Có lần. Khi tôi hỏi ông lấy đâu ra sự tập trung để viết hai hoặc ba cuốn sách một năm. Ông bảo tôi rằng ở bất cứ lục địa nào ông cũng tìm được nơi làm việc thực sự. Ở Úc tôi viết ở dạng đá ngầm Great Barrier. Ở châu Âu. Nơi nào có biển là tôi viết. Ở Mexico. Tôi viết. Ở Tây Hồ. Trung Quốc. Tôi viết. Từ lúc còn bé Ông đã đi khắp rồi. Ông sinh năm 1942 ở London. Năm 11 tuổi đã cùng bố mẹ và người anh chuyển đến Vancouver. Mẹ ông là người viết tốc ký tại tòa. Cha ông là kỹ sư điện. Ông bảo ông, về cơ bản là một đứa trẻ bình thường. Gặp những rắc rối bình thường. Trong những trường học bình thường, bạn thân nhất của tôi hồi còn bé tên là berry buzan nhớ lại khi đang ngồi ngoài sân áo sơ mi hồng không cài cúc đeo cặp kính chống nắng rất lớn dùng cho người già để bảo vệ mắt ông cậu ấy luôn ở hạng một d còn tôi ở một a một a là dành cho học sinh sáng dạ còn d là cho những người chậm tiến nhưng khi ra ngoài thiên nhiên, Barry có thể xác định được nhiều con vật qua cách chúng bay. Con bướm giáp đỏ, con chim hét vệt nâu, và chim hét đen trông rất giống nhau. Nhưng chỉ nhìn cách chúng bay, cậu ấy có thể phân biệt được. Tôi biết rằng cậu ấy là thiên tài. Còn tôi có điểm số cao nhất trong môn thi tự nhiên. Điểm số hoàn hảo. Tiểu trả lời lau lầu các câu hỏi như nếu tên hai loại cá sống trong sông suối ở Anh có một trăm lẻ ba loài. Nhưng khi tôi nhận điểm số hoàn hảo bài kiểm tra của mình, bỗng nhiên tôi nhận ra rằng người bạn đang ngồi trong lớp chậm tiến ở cuối hành lang, bạn thân của tôi, Barry, biết nhiều hơn tôi, hơn rất nhiều trong môn mà tôi được cho là số một và vì vậy cậu ấy mới là số một chứ không phải tôi và bỗng nhiên tôi nhận ra cái hệ thống mà tôi đang theo không biết đánh giá thế nào là hiểu biết không biết làm thế nào để xác định một cá nhân có thông minh hay không họ gọi tôi là giỏi nhất khi mà tôi biết là không phải vậy và họ gọi cậu ấy là kém nhất trong khi tôi biết cậu ấy là giỏi nhất ý tôi là không có môi trường nào đối cực hơn như thế, nên tôi bắt đầu đặt câu hỏi trí thông minh là gì? Ai nói? Ai bảo bạn thông minh? Ai bảo bạn không thông minh? Ý họ là sao khi nói vậy? Những câu hỏi đó ít nhất theo lời kể rất rành mạch của Buzan ám ảnh ông cho đến khi tận ông vào đại học. Bujan giải thích. Ông tiếp xúc thuật ghi nhớ. Cái khoảnh khắc đã định cả cuộc đời ông theo con đường hiện nay. Xảy đến trong phút đầu tiên. Ở buổi học đầu tiên. Của ngày đầu tiên trong năm học đầu tiên tại Đại học British Columbia. Giáo viên tiếng Anh của ông. Một người khắc khổ. Thân hình như một đô vật thấp vóc có chòm tóc đỏ trên cái đầu gần như hói toàn bộ bước vào lớp học hai tay chắp sau lưng và bắt đầu điểm danh vanh vách các sinh viên mỗi khi có ai vắng mặt ông nêu tên họ tên bố của họ tên mẹ của họ ngày sinh của họ kèm theo cả số điện thoại địa chỉ bu gian nhớ lại và ngay khi ông ấy điểm danh xong ông nhìn chúng tôi với vẻ khinh bỉ trên nét mặt đó là khởi đầu chuyện tình của tôi với trí nhớ sau giờ học Bù gian dọc hành lang bám theo giáo sư tôi hỏi thưa thầy sao thầy làm thế được ông quay sang tôi và nói chàng trai ạ à, ta là thiên tài nên tôi nói thưa thầy điều đó thì rõ rồi nhưng em vẫn muốn biết tại sao thầy làm được như vậy ông chỉ nói không trong ba tháng tiếp đó những hôm chúng tôi có giờ tiếng anh tôi đều thử ông tôi cảm giác ông ấy có bí mật và ông không muốn chia sẻ ông ấy khinh thường các sinh viên ông ấy nghĩ họ chỉ là một lũ vô dụng thôi rồi một ngày ông nói ngay từ buổi đầu mối quan hệ khổ nạn giữa tôi và các bạn tôi đã phô diễn cho các bạn thấy sức mạnh tuyệt vời của trí nhớ con người vậy mà không một ai thèm để ý đến nên giờ tôi sẽ viết lên bảng một mật mã mà nhờ đó tôi đã làm được thành tích phi thường như vậy và tôi tin chắc rằng không một ai nhận ra kho báu trước mặt mình những viên ngọc quý trước mặt kẻ phàm tục Ông nheo mắt với tôi và viết lên mật mã. Đó là hệ thống lớn. Đột nhiên, tôi nhận ra mình có thể ghi nhớ mọi thứ. Hôm ấy, Gian rời lớp học trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lần đầu tiên ông nhận ra rằng ông không hề biết gì, thậm chí là những điều cơ bản nhất về cái cơ chế hoạt động phức tạp của trí óc ông và điều đó dường như thật lạ kỳ. Nếu mẹo trí nhớ đơn giản nhất có thể tăng một cách kinh khủng lượng thông tin mỗi người có thể ghi nhớ. Và không ai thèm dạy ông cái mẹo đó mãi cho đến khi ông 20 tuổi. Vậy thì còn gì khác mà ông chưa bao giờ biết đến? Tôi vào thư viện và nói. Tôi muốn một cuốn sách về cách sử dụng bộ não. Người thủ thư đưa tôi vào quầy sách y khoa. Tôi quay ra và nói: Tôi không muốn sách về phẫu thuật não. Tôi muốn cuốn sách về cách sử dụng bộ não. Bà ấy nói: "Ồ, không có sách nào như vậy đâu." Tôi nghĩ: Chúng ta có hướng dẫn sử dụng ô tô, máy thu thanh, tivi, nhưng không có hướng dẫn sử dụng bộ não sao? trong cuộc tìm kiếm điều ngõ hầu sáng tỏ tài ghi nhớ của người thầy giáo bu tìm đến gian sách cổ sử của thư viện nơi thầy giáo của ông gợi ý rằng ông có thể tìm được vài ý tưởng ban đầu về việc cải thiện trí nhớ ông bắt đầu đọc các chuyên gia trí nhớ hy lạp và la mã và thực hành những kỹ thuật đó lúc rảnh rỗi không lâu sau ông áp dụng những lời khuyên của Ed Herenium về các điểm chứa và hình ảnh để học thi, thậm chí để ghi nhớ mọi bài giảng trong cả khóa học. Sau khi tốt nghiệp, Buzan tiếp tục làm việc những công việc linh tinh ở Canada. Đầu tiên là làm nông dân. Tôi nghĩ mình làm công việc đó chỉ để đưa. Việc dọn phân lên đầu bản sơ yếu lý lịch rồi làm xây dựng. Năm 1966, đúng vào năm Francis Yates xuất bản thuật ghi nhớ. Tác phẩm học thuật quan trọng đầu tiên thời hiện đại bàn vệ về lịch sử rực rỡ của trí nhớ. Buzan quay về London để trở thành biên tập cho Intelligence tạp chí quốc tế của Mensa. Một cộng đồng với chỉ số y quy cao mà ông đã tham gia từ hồi đại học. Cùng khoảng thời gian đó, một số trường học ở nội thành khu đông London thuê ông làm giáo viên dạy tạm thời. Tôi là một giáo viên đặc biệt. Có đầu óc, có ý chí và thích đi lại. Ông nói, nếu một giáo viên buông bỏ lớp nào, tôi là người tiếp theo bước vào lớp đó. Thường Buzan chỉ dạy thay trong mỗi lớp một thời gian ngắn nhiều lắm thì vài ngày. Và ngay cả giáo viên thiện trí nhất cũng tin rằng thời gian như vậy là không đủ để ông có thể làm nên sự khác biệt. Khi tìm cách giúp đỡ những học sinh cá biệt, và có lẽ để truyền sự tự tin vốn thừa thãi ở ông sang cho chúng. Bù đã dụng đến những kỹ thuật ghi nhớ cổ xưa mà ông học ở đại học. Tôi đi vào lớp và hỏi học sinh rằng chúng có ngốc hay không. Bởi vì mọi người ai cũng bảo chúng ngốc Và đáng buồn thay chúng tin là mình ngốc Bujan nói Trong đầu chúng hẳn in cái ý nghĩ rằng mình kém khả năng Tôi nói Ok Hãy thử xem Rồi tôi cho chúng một bài kiểm tra trí nhớ Chúng không qua được Tôi nói Dường như đúng là các em ngốc thật Rồi tôi dạy chúng một kỹ thuật ghi nhớ và tôi kiểm tra lại. Chúng trả lời đúng 20 trên 20. Rồi tôi chỉ nói, các em bảo tôi là các em ngốc. Các em đã chứng minh là các em ngốc. Và rồi các em vừa có điểm số hoàn hảo ở một bài kiểm tra. Rồi tôi đặt câu hỏi cho chúng. Điều gì diễn ra ở đây? Với một vài sinh viên chưa bao giờ đạt điểm tuyệt đối trong bài thi đây đúng là một sự mặc khải. Không những có cơ hội thực hành thuật ghi nhớ, mà giờ đây còn dạy những kỹ thuật đó. Điều này cho phép Buzan bắt đầu phát triển những kỹ thuật theo hướng mới. Đặc biệt là kỹ thuật liên quan đến việc ghi chép. Sau vài năm, ông tạo ra một hệ thống ghi chép mà ông cho là hoàn toàn mới nhờ vào trí tuệ cổ xưa trong sách Ad Tôi đang cố tìm ra cái cốt lõi. Cái bí quyết của việc ghi chú là gì? Ông nói. Điều đó dẫn tôi đến những mật mã và biểu tượng. Những hình ảnh và mũi tên. Gạch chân và màu sắc. Bujan gọi hệ thống mới của ông là bản đồ tư duy. My mapping. Một thuật ngữ sau này trở thành thương hiệu người ta tạo ra bản đồ tư duy bằng cách vẽ các đường nối những ý chính với ý phụ rồi đến các ý nhỏ hơn và cứ như thế những ý tưởng diễn đạt các ít lời càng tốt và mỗi khi có thể thì được minh họa bằng hình ảnh một dạng sơ đồ được trải ra trên toàn trang giấy theo những dải màu sắc một mạng lưới những mối liên hệ trông như một búi gai hay các nhánh thần kinh và vì nó đầy hình ảnh sặc sỡ được sắp xếp có trật tự trên trang giấy nó đóng vai trò như một dạng cung trí nhớ phát họa lên trang giấy theo cách hiểu thô thiển về chức năng của trí nhớ chúng ta cho rằng trí nhớ hình thành chủ yếu qua lối học vẹt nói cách khác bạn cứ cố nhồi nhét vào cho đến khi đầu bạn đầy ứ những sự kiện điều ta không nhận ra là ghi nhớ trước hết là một quá trình tưởng tượng thực tế học tập trí nhớ và sáng tạo về cơ bản đều là một quá trình nhưng có mục tiêu khác nhau bu gian nói thuật ghi nhớ và khoa học trí nhớ nói về phát triển khả năng tạo ra hình ảnh các một cách nhanh chóng để liên kết các ý tưởng rời rạc sự sáng tạo là khả năng tạo thành những mối liên hệ tương tự giữa các hình ảnh rời rạc để tạo ra một điều gì mới và phóng điều mới đó vào tương lai để nó trở thành một bài thơ hay một tòa nhà một điệu múa hay một tiểu thuyết sự sáng tạo hiểu theo khía cạnh nhất định là trí nhớ trong tương lai nếu bản chất của sự sáng tạo là liên hệ những sự việc và ý tưởng rời rạc thì bạn càng giỏi tạo ra những mối liên hệ. Và đầu bạn càng sẵn có nhiều sự kiện và ý tưởng. Thì bạn càng dễ nghĩ ra các ý tưởng mới. Bù Gian muốn chỉ ra thần trí chí nhớ chính là mẹ của nàng thơ. Quan niệm rằng ghi nhớ và sự sáng tạo là hai mặt của một đồng xu nghe có vẻ không thuận tai vì đó dường như là những quá trình đối lập nhau chứ không bổ trợ cho nhau. Nhưng khi xưa, đã có thời người ta cho rằng hai quá trình đó là một. Từ Latin inventio là gốc của hai từ tiếng Anh hiện đại. Inventory, lưu trữ và invention, sáng tạo, phát minh. Và với một đầu óc được rèn luyện thuật ghi nhớ, hai ý tưởng này liên hệ chặt chẽ với nhau. Sáng tạo là sản phẩm của lưu trữ. Ý tưởng mới từ đâu mà ra nếu không phải sự pha chế những ý tưởng cũ? Để phát minh, trước hết người ta phải có sự lưu trữ phù hợp. Một kho những ý tưởng đã có sẵn để sử dụng. Không chỉ là một kho lưu trữ, mà một kho lưu trữ đã được tạo mục lục. Người ta cần có cách để tìm ra mẫu thông tin phù hợp vào thời điểm phù hợp. Đây là ứng dụng lớn nhất của thuật ghi nhớ. Nó không chỉ là một công cụ để ghi lại. Mà còn là công cụ phát minh và sáng tác. Vào thời xưa, việc nhận ra rằng sự sáng tạo phụ thuộc vào một trí nhớ phong phú sẵn có đã tạo cơ sở cho sự giáo dục về hùng biển. Mary Crudder viết. Bộ não được tổ chức giống như cái tủ chứa hồ sơ hiện đại. Với những sự kiện câu trích dẫn ý tưởng quan trọng vào những ngăn trí nhớ gọn gàng nơi chúng không bao giờ bị thất lạc và sẵn sàng được kết hợp và sâu chuỗi lại mục tiêu của rèn luyện trí nhớ là phát triển khả năng nhảy từ chủ đề này đến chủ đề khác và tạo những mối liên hệ mới từ các ý tưởng cũ ứng dụng quan trọng nhất của thuật ghi nhớ là vào thời trung cổ ở đó nó gắn với sáng tạo. Không chỉ đơn thuần sự lưu trữ. Carrader lập luận, người ta sử dụng thuật ghi nhớ, như sử dụng mọi thủ thuật khác, là để làm ra những thứ mới, những lời cầu nguyện, những suy tư, những bài giảng đạo, những bức tranh, bài thánh ca, những câu chuyện, những bài thơ. Năm 1973, BBC nghe nói đến công trình bản đồ tư duy và thuật ghi trí nhớ của Buzan. Họ đã mời ông đến gặp người đứng đầu ban giáo dục của đài. Sau cuộc gặp đó là sự ra đời loạt chương trình 10 kỳ của BBC và cuốn sách kèm theo. Cả hai đều có tên là sử dụng cái đầu của bạn. Yêu your head cuốn này đã giúp biến buzan thành một người anh nổi tiếng và làm ông nhận ra tiềm lực thương mại khổng lồ của những kỹ thuật trí như ông đang quảng bá. ông bắt đầu lấy những ý tưởng mà phần nhiều là vay mượn trực tiếp từ những tài liệu khảo cứu cổ đại và trung cổ và gói ghém lại để chuyển thành một loạt sách phát triển kỹ năng bản thân. ngày nay ông đã xuất bản gần 120 đầu sách gồm sử dụng trí nhớ hoàn hảo, sử dụng tối đa trí óc, sử dụng cả hai bán cầu não, sử dụng trí nhớ, làm chủ trí nhớ. Yêu your perfect memory. Make the most of your mind. Use both sides of your brain. Use your memory. Master your memory. Một lần có dịp tôi ngồi riêng cùng lái xe của Busan khá lâu tôi hỏi ý kiến anh ta về tác phẩm của ông chủ anh cũng miếng thịt đó chỉ nước sốt là khác là đánh giá cá nhân của anh ta về tác phẩm của buzan cũng phải công nhận rằng buzan chắc chắn là thiên tài tiếp thì ông ta đã ký hợp đồng nhượng quyền thương mại với nhiều giáo viên trên toàn thế giới họ được đào tạo để dạy những khóa học về cải thiện trí nhớ Đọc nhanh và bản đồ tư duy. Ngày nay, có hơn 300 giáo viên được Buzan cấp quyền tổ chức tập huấn ở hơn 60 quốc gia. Hàng ngàn giáo viên trên thế giới chính thức dạy hệ thống trí nhớ được Buzan bảo chứng. Ông ước tính rằng cả sự nghiệp của ông, tổng doanh thu từ các sản phẩm của Buzan, gồm sách, băng đĩa, chương trình truyền hình các khóa đào tạo, trò chơi trí não, và những bài thuyết trình là hơn 300 triệu use. Cộng đồng thể thao trí nhớ chia rõ thành hai nhóm. Những người nghĩ Tony Buzan là Chúa giê tái thế và những người nghĩ ông làm giàu nhờ buôn bán những ý tưởng thái quá. Đôi khi là phi khoa học. Về bộ não. Họ chỉ ra. Mà quả có thế rằng buzan luôn thuyết giảng về cách mạng giáo dục toàn cầu nhưng thành công trong việc tạo ra một đế chế thương mại toàn cầu của ông ta lớn hơn nhiều so với việc thực sự đưa phương pháp của ông vào lớp học đối với những người như s tức những người xem thuật ghi nhớ là nghiêm túc và tin vào thông điệp của tony buzan rằng thuật ghi nhớ vẫn có chỗ đứng trong lớp học hiện đại thì điều đặc biệt gây thất vọng cho họ ấy là người truyền tải thông điệp đôi khi trở thành lố bịch. Buzan có một thói quen khó chịu đó là sa đà vào việc mạo danh khoa học và cường điệu hóa khi mô tả về sự tuyệt vời của phương pháp rèn luyện trí nhớ có tính cách mạng. Hoặc ông ta đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu người ra sao? Ông ta nổi tiếng vì phát biểu những điều phi lý kiểu như trẻ nhỏ sử dụng đến 98% công cụ tư duy. Lúc 12 tuổi, chúng sử dụng chừng 75%. Đến tuổi thiếu niên, chúng giảm xuống 50%. Và khi vào đến đại học chỉ còn chưa đến 25%. Và đến khi đi làm thì còn chưa đầy 15%. Bujan đi khắp đó đây đưa ra những tuyên bố mạnh bạo về bộ não ông không những được tin tưởng rộng rãi, mà thực sự được tung hô. Điều đó hẳn là bằng chứng cho sự hoang sơ của ngành khoa học về não bộ. Và chứng tỏ mức độ mọi người muốn tin rằng trí nhớ của họ có thể cải thiện được. Sự thật là, cái tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ não mà Buzan hy vọng đưa vào trường đại học đến nay vẫn chưa được viết ra. Dù có mạo danh khoa học và tỏ ra cường điệu khi quảng bá cho bản đồ tư duy, thực sự vẫn có chứng cứ khoa học cho thấy hệ thống của ông có tác dụng. Các nhà nghiên cứu ở Đại học London gần đây cho một nhóm sinh viên đọc một đoạn văn bản 600 từ. Một nửa trong số sinh viên này được dạy cách theo bản đồ tư duy, một nửa khác ghi chú theo cách bình thường. Một tuần sau, họ được kiểm tra, những sinh viên dùng bản đồ tư duy giữ lại được nhiều hơn 10% kiến thức từ đoạn văn so với những sinh viên dùng các kỹ thuật ghi chú truyền thống. Đó có lẽ là một lợi ích khiêm nhường, nhưng không phải không có ý nghĩa. Sau khi đã thử dùng kỹ thuật bản đồ tư duy để vạch ý tưởng cho vài phần cuốn sách này, thì ấn tượng của tôi là phần lớn sự hữu ích của nó xuất phát từ sự tập trung cần thiết để tạo lập sơ đồ không giống như kiểu ghi chú thông thường bạn không thể lập bản đồ tư duy một cách tự động tôi cảm nhận rằng đó là một cách hiệu quả để vận động bộ não và tổ chức thông tin nhưng thật khó nói rằng đó là công cụ trí óc siêu phàm hay một hệ thống mang tính cách mạng như Busan rêu rao. Raymond Matthew lại không hề nghi ngờ gì về hiệu quả của bản đồ tư duy hay việc rèn luyện trí nhớ. Vào cuối năm, mỗi học sinh của ông lập một bản đồ tư duy chi tiết và phức tạp cho cả cuốn sách giáo khoa lịch sử Hoa Kỳ. Hầu hết bản đồ của học sinh tận dụng hết cả tờ giấy lớn gập ba trên đó là những mũi tên liên hệ với mỗi từ và hình ảnh. Từ Plymouth Rock trong góc bên này đến Monica Lewinsky ở góc kia. Nếu trong kỳ thi tốt nghiệp, các em được hỏi về nguyên nhân chiến tranh thế giới y, thì trong đầu các em sẽ xuất hiện phần sơ đồ đó. Và đáp án ngay ở đó. Matthew nói hẳn sẽ có hình ảnh một bàn tay đen đại diện cho tổ chức những người theo chủ nghĩa dân tộc Sekbi mà kẻ sát hại át đúc Fran Ferdinand là thành viên. Cạnh khẩu súng máy mang đôi giày chạy. Đại diện cho cuộc chạy đua vũ trang đã tàn phá châu Âu những năm đầu thế kỷ 20. Và bên cạnh đó là hai hình tam giác đại diện cho khối đồng minh và khối hiệp ước. Matthew tận dụng mọi cơ hội để chuyển các sự kiện thành hình ảnh. Học sinh của tôi không nhớ được sự khác nhau giữa những hệ thống kinh tế của Stalin và Lenin. Ông bảo tôi. Tôi bảo chúng. Này! Lenin đang ngồi trong nhà vệ sinh. Và ông ấy táo bón là vì hệ thống kinh tế hỗn hợp. Stalin lao vào phòng vệ sinh và bảo. Ông đang làm gì ở đây? Và Lenin nói, đất đai, hòa bình, và bánh mì. Thế là các em không bao giờ quên hình ảnh đó. Dạng ghi nhớ này đáng chỉ trích ở chỗ nó là dạng tri thức không gắn với bối cảnh. Chúng hời hợt, là ví dụ điển hình cho việc học mà không hiểu. Đây là cách giáo dục theo kiểu trình chiếu PowerPoint. Hay tệ hơn. Clip note 24. Hình ảnh Lenin và Stalin trong phòng tắm có thể thực sự cho bạn biết gì về nền kinh tế cộng sản. Nhưng quan điểm của Matthew là bạn phải bắt đầu đâu đó. Và bạn phải khởi đầu bằng cách đặt vào đầu sinh viên những điều ít có khả năng bị quên nhất. Khi thông tin vào tai này rồi qua tai nọ, thường là bởi nó không có gì để dính lại. Điều này cách đây không lâu bản thân tôi cũng gặp phải. Khi tôi có cơ hội tới thăm Thượng Hải trong ba ngày để viết bài. Thế nào đó mà tôi? Qua 20 năm đi học mà không hề biết thậm chí những sự kiện cơ bản nhất về lịch sử Trung Hoa. Tôi chưa bao giờ biết sự khác nhau giữa Triều Minh và Triều Thanh. Hay thậm chí không biết rằng hốt tất liệt là một nhân vật có thực tôi bỏ thời gian đi khắp thành phố thượng hải như một khách du lịch mẫu mực tham quan các bảo tàng cố nắm được vài ba hiểu biết hời hợt về lịch sử và văn hóa trung hoa nhưng trải nghiệm của tôi về nơi đó thật nghèo nàn khủng khiếp có rất nhiều thứ tôi không tiếp thu được nhiều điều tôi không thể thưởng thức vì tôi không có những hiểu biết căn bản để kết nối những sự kiện với nhau không phải tôi không biết, mà là vì tôi không có khả năng học. Nàn để cần có kiến thức để lĩnh hội kiến thức thể hiện trong một nghiên cứu. Trong đó các nhà nghiên cứu viết bản mô tả chi tiết một nửa hiệp bóng chày rồi đưa một nhóm người đam mê môn bóng chày. Những chuyên gia là thuật ngữ Ericsson sử dụng. Và một nhóm người ít đam mê hơn để họ đọc. Sau đó họ các nhà nghiên cứu kiểm tra xem đối tượng của họ có thể nhớ gì về nửa hiệp đấu đó. Những người đam mê bóng chày cấu trúc những hồi tưởng của họ theo những sự kiện quan trọng liên quan đến trận đấu. Như người ghi điểm và lượt ghi điểm. Họ có thể tái hiện lại nửa hiệp đấu theo chi tiết rõ nét. Tưởng như họ đang đọc bảng ghi chép trận đấu những người ít đam mê hơn chỉ ghi nhớ vài chi tiết quan trọng của trận đấu và chỉ có thể kể lại những chi tiết hời hợt như thời tiết hôm thi đấu bởi vì ngay chính bản thân họ không hình dung được chi tiết trận đấu nên họ không thể xử lý thông tin họ đang tiếp nhận họ không biết điều gì quan trọng điều gì tầm thường họ không thể nhớ những điểm cốt yếu không có cái khung nhận thức để chứa những điều họ đang tiếp thu thì họ sẽ quên ngay. Có thể nói gì nữa về 2 phần 3 thiếu niên Mỹ không biết cuộc nội chiến xảy ra lúc nào? Hay 20% số người được hỏi không biết nước Mỹ chống lại bên nào trong chiến tranh thế giới thứ hai? Hay con số 44% cho rằng chủ đề của tiểu thuyết chữ A màu đỏ? The Scarlet Letter là sự xét xử một người đàn bà xấu xa hay là một bức thư cải cách giáo dục cấp tiến đã đạt được nhiều thành tựu nó làm cho trường học dễ chịu hơn và thú vị hơn nhưng nó cũng mang lại cái giá đắt cho chúng ta những cá nhân và công dân trí nhớ là cách chúng ta truyền tải các tinh thần và giá trị và tham dự vào nền văn hóa chung Tất nhiên, mục tiêu của giáo dục không đơn thuần là nhồi nhét các sự kiện vào đầu học sinh. Nó hướng học sinh hiểu những sự kiện đó. Không ai đồng tình với điều đó hơn Raymond Matthew. Tôi muốn những học sinh biết suy nghĩ. Không phải những người chỉ biết lặp lại điều tôi nói với chúng. Ông nói nhưng dù bản thân những sự kiện không dẫn đến hiểu biết nhưng bạn không thể hiểu biết nếu không nắm vững sự kiện và quan trọng là biết càng nhiều thì càng dễ biết nhiều hơn nữa trí nhớ giống như một mạng nhện bắt lại những thông tin mới bắt được càng nhiều thì cái mạng lưới càng lớn lên và mạng lưới càng lớn thì nó lại bắt được càng nhiều thêm những người mà tôi hằng ngưỡng mộ về sự hiểu biết luôn có sẵn những câu chuyện phù hợp hoặc những sự việc phù hợp sẵn sàng trong đầu. Họ có thể vươn khắp bề rộng vốn hiểu biết của bản thân và lôi ra những màu tri thức ở những ngóc ngách xa xôi. Chẳng cần phải nói cũng biết rằng trí tuệ ở cấp độ cao hơn rất rất nhiều so với trí nhớ thuần túy. Có những kỳ nhân ghi nhớ rất nhiều nhưng hiểu rất ít và chắc chắn rằng có những vị giáo sư già đáng trí nhớ ít nhưng hiểu nhiều nhưng trí nhớ và trí tuệ song hành cùng nhau như một cơ thể khỏe mạnh đi kèm với khuynh hướng thích thể thao giữa hai điều đó có một cái móc nối tác động qua lại thông tin mới càng được gắn chặt vào mạng lưới thông tin chúng ta đã biết thì thông tin đó càng dễ nhớ hơn những người càng có nhiều mối liên kết để lưu giữ ký ức thì càng có khả năng dễ ghi nhớ những gì mới mẻ họ sẽ biết nhiều hơn và có thể học nhiều hơn nhớ càng nhiều chúng ta càng chế biến thế giới này tốt hơn và càng chế biến thế giới tốt hơn thì chúng ta càng có thể nhớ nhiều hơn